Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con Giáp thứ 6 ngày 15 tháng 1 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 3 tháng 12 năm canh tý. Ngày này là ngày quý hợi, háng Kỵ Sửu, năm canh tí và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo, các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bạo Khoang. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thìn Lao, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trận giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, đại hại thủy, ngày quý hợi, tức can chi tương đồng thuộc thủy và ngày hôm nay là ngày cát. vài nạp âm, đại hại thủy, kỵ tuổi, ất tỵ, đinh tỵ, ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi kỵ sửu đinh dậu kỵ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày hợi lục hợp với dần tam hợp với mão và mùi thành màu cục xung với tỵ hình hợi hại thân phá dần và tuyệt ngọ vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi đinh tỵ ất tỵ đinh mão đinh dậu tuổi xung trong tháng, tuổi đinh mùi, ất mùi. Và các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý, tốt mọi việc, sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ban nền, trồng cây, sao nguyệt tài, xấu cho việc cầu tài lộc, khai thương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch mua bán và ký kết hợp đồng. Sao âm đức tốt mọi việc, sao ích hậu tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao dịch mã tốt mọi việc, nhất là xuất hành, sao phúc hậu tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao minh đường hoàng đào? tốt mọi việc, sao ngũ hợp tốt mọi việc, sao nhân chuyên đại cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao kim thần thất sát. Sao sáu trong ngày gồm có sao thiên tặc, sáu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương, sao nguyệt yếm đại họa, sáu đối với xuất hành, giá thú, sao nhân cách, sáu đối với giá thú, khởi tạo, sao âm thác, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, thị thần, hướng đông nam tài thần hướng Tây Bắc. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ sáu ngày 15 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày 15 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi tý nhé cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tý trong ngày này nhờ gặp được ngày có tam hội phù trợ cho nên con đường sự nghiệp của bạn tuổi tý trong ngày hôm nay tiến triển rất chi là thuận lợi với bạn tuổi tý đang có được cơ hội gặp gỡ quý nhân và người này sẽ giúp cho bạn khắc phục được những khó khăn còn chưa giải quyết được trong suốt thời gian vừa qua bạn tuổi tí bạn cũng có thể nhận được sự tán thưởng của cấp trên và đồng nghiệp vì đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao và với bạn tuổi tí cần hãy tự tin và tiếp tục cố gắng hơn nữa mọi công lao của bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai mà thôi bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi tý bạn cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng cái điều này cho thấy về cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Tý với những người khác giới rất chi là tốt đẹp. Nếu như bạn đang còn độc thân, bạn có thể sẽ được một vài đối tượng hứa hẹn theo đuổi và bạn cần phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định cho mình. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, sự nghiệp phát triển thuận lợi như ý muốn. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, quý nhân giúp đỡ khắc phục được những khó khăn tử vi tuổi mậu tý thuộc Hỏa đồng nghiệp khâm phục lãnh đạo đánh giá cao tử vi tuổi canh tý thuộc thổ nhân duyên với những người khác giới được tốt đẹp tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc suy nghĩ chính chắn trước khi đưa ra quyết định cho mình Về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 4, số 8, giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu điên, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu tuổi than, tuổi tỵ Từ vi tuổi Sửu thứ 6, ngày 15 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi sửu trong ngày này đang gặp ngày có tác động của tỷ kim chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi sửu đang phải đối diện với những hành vi tranh quyền đoạt lợi của bạn bè và đồng nghiệp và với những người tưởng chừng như thân thiết với bạn có thể quay lưng với bạn khi đứng trước lợi ích cho dù, dù rơi vào hoàn cảnh như thế nào đi chăng nữa thì với bạn tuổi Sửu, bạn cũng cần phải giữ được những suy nghĩ lạc quan và tỉnh táo, không nên vào hùa theo những kẻ hám lợi gây ảnh hưởng tới hình tượng của bản thân, khiến cho chính mình mang tiếng xấu. Bên cạnh đó, trong ngày này với bà tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi Sửu cần phải quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn bởi dường như bạn đã dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp của mình. Và nhân dịp cuối tuần, bạn hãy tổ chức một buổi giã ngoại hoặc là nấu một bữa ăn ngon để gắn kết tình cảm những thành viên trong gia đình với nhau và tử vi tuổi ất sửu thuộc kim bạn bè đồng nghiệp tranh quyền đoạt lợi tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy dự vững chính kín của mình không nghe theo kẻ xấu tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa có suy nghĩ tích cực khi đứng trước khó khăn tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc cân bằng thời gian cho công việc và cuộc sống và đánh giá của bà tử xỉu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất tuổi mão, tuổi hợi tử vi tuổi dần thứ sáu ngày 15 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi dần đó cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cái điều này ảnh hưởng lớn đến phương diện tình cảm của bạn tuổi dần trong ngày hôm nay và nếu như bạn đã có gia đình rồi thì bạn cần phải quan tâm và dành nhiều thời gian tâm sự với nửa kia của mình bởi tình cảm hai người đang dần trở nên lạnh nhạt hơn. Trong ngày này đối với những bạn chưa lập gia đình thì cũng gặp nhiều chuyện không được như ý muốn về tình cảm. Cho dù bạn mở lòng mình với mọi người xung quanh, nhưng bạn lại khó có thể tìm được một người phù hợp với mình. Có lẽ với bà tuổi dần, cần phải bình tĩnh, chờ đợi lúc khác sẽ thích hợp hơn với bạn. Ngày này với bà tuổi dần cũng đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh cho thấy với bà tuổi dần đang có được dấu hiệu tích cực cho sự nghiệp của mình. Bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đó chính là cơ sở để cho bạn thăng tín trong tương lai. Nếu như phải thi cử trong ngày hôm nay, bạn cũng sẽ đạt được những kết quả tích cực. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy không tìm được người phù hợp, tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa vợ chồng lạnh nhạt thiếu đi sự quan tâm đến nhau. Từ vi tuổi mạo dần, thuộc thổ, cần dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Từ vi tuổi canh dần, thuộc mộc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, thi cử, công việc đạt kết quả tích cực. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc, 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ sáu ngày 15 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi cho nên với bạn tuổi mão bạn luôn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, vì bạn đang có xu hướng lý tự hóa mọi việc cho nên thường thấy chán nản, muốn từ bỏ nếu công việc của bạn gặp khó khăn ngoài ý muốn. Và với bạn tuổi mão, bạn tính hiền hòa, vui vẻ sẽ giúp cho cái mối quan hệ xã giao của bạn mệnh phát triển khá chi là thuận lợi. Bạn tuổi mão, bạn là người nhiệt tình hay giúp đỡ mọi người và cũng tin chắc rằng sẽ có những người sẵn sàng giúp đỡ cho bạn khi bạn gặp khó khăn, rắc rối. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mão, bạn cũng đang gặp được ngày có thủy sinh chôm mộc vừa. Cái điều này cho thấy về gia đình của bạn tuổi mão cũng có được bầu không khí rất chi là hài hòa và ấm áp. Bạn và nửa kia của mình chẳng giấu giếm nhau điều gì mà luôn tâm sự trao đổi với nhau mọi việc trong nhà cho dù là chuyện lớn hay là chuyện nhỏ. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy hăng hái bắt tay vào công việc. Tử vi tuổi đinh mão thuộc họ, dạy bộ cuộc giữa chừng nếu gặp khó khăn. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ không nên lý tưởng hóa mọi việc quá mức. Tử vi tuổi tân mão thuộc mộc gia đình hòa hợp vợ chồng thấu hiểu nhau. Tử vi tuổi quý mão thuộc kim tin tưởng và luôn tâm sự với nửa kia. Và đánh giá của bạn tuổi Mạo trong ngày thứ Sáu này: Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lá cây, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi tốt, tuổi hợi. Ừ, vi tuổi thìn thứ sáu ngày 15 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi thìn à, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp ngày có kiếp tài gây rối cho nên với bạn tuổi thìn sẽ phải chịu sự nghi ngờ dèm pha của đồng nghiệp có thể kẻ tiểu nhân đang ngấm ngầm hãm hại bạn đẩy bạn vào rắc rối vì ghen tức những thành quả mà bạn đã đạt được trong công việc của mình Bản mệnh tuổi thìn vốn là người nhiệt tình và thẳng thắn nhưng lại quá mức nóng nảy, dễ bị kích động. Trước khi rõ ràng thực hư thì với bà tuổi thìn không nên vội tin theo những lời nói bóng gió xung quanh mình, nghi ngờ oan cho những người vô tội. Ngày này với bà tuổi thìn cũng đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, lời khuyên của chúng tôi dành cho bà tuổi thìn là bạn cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia của mình mọi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, đừng có khăng khăng làm theo ý của mình hay là bắt người khác làm theo ý của mình, bởi chưa chắc những suy nghĩ của bạn đã là đúng đắn. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ có sự nghi ngờ, dèm pha của bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ không nên vội tin theo những lời bóng gió. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc đề phòng kẻ tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại. Tử vi tuổi canh thìn, thuộc kim, tính tình nóng nảy, dễ bị kích động. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, đừng mắt người khác, nghe theo ý của mình. Vài đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân từ vi tuổi tỵ thứ sáu ngày 15 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi tỵ ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên với bà tuổi tỵ đang có điểm báo không ý thức được hoàn cảnh hay là đối tượng giao tiếp với mình và với bà tuổi tỵ bạn thường nối năng không suy nghĩ và không kiên nệ ai cái điều này rất dễ gây mất lòng những người xung quanh với bà tuổi tỵ bạn đang trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc bạn có tham vọng nhưng để đến được với thành công thì bạn cần phải có một lộ trình rõ ràng không thể nóng lòng mong ước muốn của mình thành công ngay lập tức được và với bà tuổi tỵ bạn vốn là người thông minh có trí tín thủ vì vậy bạn hãy biết tận dụng và phát huy điểm mạnh của mình Tuy nhiên, muốn thành công thì cần phải dựa vào chính sức của mình, không nên trở thành con giáp, tham tiền, chạy theo những gì ngoài tầm với. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ cần chú ý đến đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp với mình. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ dễ gây mất lòng những người xung quanh. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc ôm đồm nhiều công việc không nên tham lam. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim nên lập kế hoạch phấn đấu rõ ràng. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy tận dụng và phát huy điểm mạnh của mình. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi sửu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ sáu ngày 15 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi ngọ, cho chúng ta thấy là Vận trình của bà tử ngọ trong ngày này đang gặp ngày có thủy khắc với họ, cho nên với bà tử ngọ đang có điểm báo rất dễ rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh với nửa kia vì những quan điểm trái chiều. Vợ chồng không tránh khỏi những khi bất đồng ý kiến, tuy nhiên với bà tử ngọ bạn không nên nói những lời gây tổn thương cho nửa kia của mình trong cơn nóng nảy của mình nhé. Và một khi chiến tranh lạnh xảy ra, dù ai là người đúng, ai là người sai, bạn mệnh tuổi ngọ cũng có thể là người chủ động làm hòa. Vợ chồng cùng sống dưới một mái nhà, mâu thuận kéo dài, chỉ khiến cho bầu không khí thêm phần căng thẳng hơn mà thôi. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi ngọ, bạn lại đang gặp ngày có chính ấn chiếu mệnh. Đây là dấu hiệu tốt cho sự nghiệp của bạn. Và với bà tử ngọ, dễ dàng đạt được nhiều thành tích cao trong các công việc như nghiên cứu, nghệ thuật và dịch vụ. Và bạn hãy biết phát huy điểm mạnh của mình để có thể thăng tiến trong tương lai với mình. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim dễ bất đồng ý kiến với nửa kia, tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy không nên nóng nảy, nói lời tổn thương người khác, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc họ hãy chủ động làm hòa khi có mâu thuận nổ ra, từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ đạt được những thành tích cao trong công việc, từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc phát huy ưu điểm để có thể thăng tiến nhanh hơn. Và đánh giá của bà tử ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1 số 4, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ 6 ngày 15 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi mùi ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này tạo ra không ít rắc rối cho bà tuổi mùi trong ngày hôm nay và nếu như bạn đang dự ở những vị trí lãnh đạo, bạn có thể sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề do cấp dưới gây ra và bạn cần phải giữ bình tĩnh hết sức có thể để không vướng phải những sai lầm với mình. Với bà tuổi Mùi, cậu có thể phải gánh chịu hậu quả do đồng nghiệp gây ra trong ngày hôm nay và bạn đừng nên giữ những suy nghĩ nóng nảy, cáo gắt vì trên thực tế thì những suy nghĩ ấy không giúp ích được gì cho bạn cả. Bạn nên lạc quan và coi như đây là cơ hội để cho bạn rèn luyện bản thân mình hơn nữa. Và xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi Mùi ạ. Ngày này lại không tốt để cho bạn thực hiện các công việc trọng đại, vì vậy nếu như bạn có kế hoạch nào trọng đại thì bạn không nên tiến hành vào thời điểm này để tránh những vướng mắc rủi ro không cần thiết xảy ra với mình. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, giải quyết những rắc rối do đồng nghiệp cấp dưới gây ra, tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, không nên nóng nảy quyết định sai lầm, tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, suy nghĩ tích cực sẽ giúp cho công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, không ngừng rèn luyện bản thân trong lúc khó khăn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, không nên thực hiện những kế hoạch trọng đại. Vài đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ 6 ngày 15 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bà tuổi thân đó cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên với bạn tuổi thân đang có điểm báo phải trải qua một ngày không được in ổn với mình bạn tuổi thân bạn mệnh vướng phải những chuyện thị phi không mong muốn do kẻ tiểu nhân dở trò đáng buồn là trong ngày hôm nay đối với những ai không hiểu rõ về bạn có thể hiểu lầm bạn nữa với bà tuổi thân bạn cũng đừng quá nóng nảy mà vội vàng tìm cách phản kháng bởi nói miệng cũng chẳng đem lại lợi ích gì bạn hãy dùng hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy bạn là người như thế nào đến lúc đó kẻ tiểu nhân cũng sẽ phải nhận sai mà thôi bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bà tuổi thân bạn cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng cho nên, với bà tuổi thân trong ngày hôm nay lại luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nửa kia. Do đó, nếu không tìm được cách giải quyết cho vấn đề, bạn đừng có ngại ngần tâm sự với người ấy. Hai người cùng suy nghĩ sẽ tìm ra hướng giải quyết một cách nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn rất nhiều. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy đối mặt với tiểu nhân dễ vướng vào rắc rối tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa hãy giữ bình tĩnh khi đối diện với khó khăn tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ chứng minh bản thân mình bằng hành động thực tế tử vi tuổi canh thân thuộc mộc nửa kia tháo hiểu và biết sẻ chia tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim tâm sự với nửa kia nếu gặp khó khăn và đánh giá của bà tuổi thân trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 6 giờ tốt từ từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Thìn tuổi Dậu tử vi tuổi Dậu thứ sáu ngày 15 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp được ngày có kim sinh cho Thủy Vượng cái điều này cho thấy về mối nhân duyên của bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay rất chi là tốt đẹp đặc biệt là đối với những ai chưa lập gia đình nhưng bạn cần phải cưỡi mỡ hơn với đối tượng tiềm năng theo đuổi và cho họ cơ hội để tiếp xúc và trò chuyện với mình nhiều hơn. Còn nếu như bạn đã có gia đình rồi thì bạn tự giàu luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho đối phương, cho dù có nghe thấy những lời bóng gió không hay, bạn cũng không vội nghi ngờ mà luôn trò chuyện, tâm sự thẳng thắn với người ấy trước. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với ba tuổi dậu, bạn cũng đang gặp được ngày có thực thần phù trợ sẽ giúp cho bạn mệnh tìm kiếm được những mối làm ăn tốt đẹp. Chỉ cần bạn luôn luôn chăm chỉ, quyết tâm thực hiện kế hoạch, tín tín về phía trước thì bạn có thể chinh phục được mọi thử thách mà cuộc sống và công việc đặt ra cho bạn vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy hãy cởi mở với những người tiếp cận mình tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa nhận được sự chú ý từ nhiều người khác giới tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ dành sự tin tưởng tuyệt đối cho nửa kia tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc tìm được những cơ hội làm ăn tốt tử vi tuổi quý dậu thuộc kim quyết tâm thực hiện kế hoạch đã đề ra vài đánh giá của bạn tử dậu trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tuất thứ sáu ngày 15 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi Tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Tuất trong ngày này đang chịu ảnh hưởng của kiếp tài chiếu mệnh, cho nên với bà tuổi Tuất đang có chí khí, luôn cố gắng phấn đấu vươn lên nhưng lại có phần quá nóng vội, dễ có những hành động mù quáng hoặc là đưa ra những quyết định thiếu chính xác và bạn cần phải học cách giữ bình tĩnh hơn nữa với bà tuổi Tuất trong ngày này nếu không chắc chắn về một vấn đề nào đó bạn có thể hội ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn mình không nên tự tiện đưa ra quyết định nếu không đến một lúc nào đó bạn sẽ phải hối hận về mình ngày này với bà tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có thổ khắc với thủy lời khuyên của chúng tôi dành cho bà tuổi Tuất là bạn cần phải quan tâm nhiều hơn tới con cái của mình. Bạn có nhận ra cái mối quan hệ của mình và các con đã trở nên xa cách hơn rồi. Và bạn cần phải bớt thời gian cho công việc, dành nhiều thời gian cho con cái của mình hơn. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ có chí khí, luôn phấn đấu vươn lên. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ, không nên nóng vội, có những hành động mù quáng. Tử vi tuổi mạo tuất thuộc mộc, nên hỏi ý kiến của những người giàu kinh nghiệm từ vi tuổi canh tuất thuộc kim cần quan tâm đến con cái của mình nhiều hơn từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có phần xa cách lạnh nhạt về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ 6 ngày 15 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với 3 tuổi hợi ạ, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cho nên bạn đang có điểm báo sẽ có những tư tưởng bi quan và tiêu cực do chịu ảnh hưởng của cục diện này tuy nhiên với bà tuổi hợi dù có bất kỳ khó khăn nào bày ra trước mắt bạn cũng không nên than thân trách phận mà hãy suy nghĩ tích cực và tìm cách để khắc phục ngay bạn tuổi Hợi bạn là người thông minh và nhanh nhạy, tuy nhiên đôi khi bạn lại quá nóng vội đưa ra những quyết định không chính xác. Cái điều này có thể chính là một trong những nguyên nhân khiến cho bạn cố gắng rất nhiều nhưng lại không được thành công như người khác. Ngày này đối với bạn tuổi Hợi nếu như có kế hoạch xuất hành đi xa thì bạn mạnh nên đi về những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông nam và tài thần hướng Tây Bắc Đây là hai hướng đem lại cho bạn nhiều may mắn giúp cho công việc của bạn gặp nhiều nhiều, nhiều điều thuận lợi kể cả là ký kết hợp đồng đầu tư trong ngày hôm nay vài tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏ suy nghĩ bi quan tiêu cực tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc Thổ không nên than thân trách phận tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc nóng vội sẽ đưa ra những quyết định sai lầm tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim nên bình tĩnh trao đổi với mọi người tử vi tuổi Quý Hợi thuộc Thủy hãy phát huy ưu điểm thông minh nhanh nhẹn của mình về đánh giá của bà tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 3 số 5 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu đen màu xanh lam quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi sửu tuổi mùi cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tiếc like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại